nhau để giữ lại khói đốt. Ngày 19 tháng 9, bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đài Nam ở tỉnh Bình Dương đã được ra tù trước thời hạn của bản án do được giảm án. Trước đó, Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP.HCM đã tuyên án phúc thẩm đối với vụ án của bà Hằng và các đồng phạm. Tòa tuyên phạt bà Hằng 2 năm 9 tháng tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Các bị cáo còn lại cũng nhận mức án tương tự. Bà Hằng đã chấp hành án phạt tù tại trại giam An Phước, Bình Dương. Dự kiến, bà sẽ chấp hành bản án đến ngày 24 tháng 12 năm 2024. Tuy nhiên, do chấp hành tốt nội quy, bà đã được giảm án và ra tù sớm hơn. Theo nguồn tin, nhân dịp Quốc khánh 2 tháng 9, trại giam An Phước đã đề nghị giảm án cho bà Hằng. Tuy nhiên, do thủ tục hành chính, việc giảm án chưa được thực hiện ngay. Tới nay, thủ tục đã hoàn tất và bà Hằng đã được thả tự do. Theo nội dung vụ án, từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, bà Phương Hằng và 4 bị cáo đã lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích hợp pháp của 10 cá nhân. Từ tháng 3 năm 2021, bà Hằng đã sử dụng điện thoại di động, máy tính xách tay và máy quay phim, đăng nhập vào 12 tài khoản mạng xã hội do bà quản lý. Bà thực hiện nhiều buổi livestream phát ngôn trực tiếp trên Internet với nội dung sai sự thật, xúc phạm nghiêm trọng uy tín danh dự các cá nhân. Bà Hằng còn đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của nhiều người trái quy định của pháp luật. Gió thổi qua từng bước chân như nhịp đập trái tim vẫn luôn kiên cường. Bà là ngọn hải đăng giữa đêm tối, vươn xa thế giới mạnh mẽ không ai ngăn. Lời mặc sụp là chắc ba không được bạc vào non cao. Toujours résilient, elle est en phá dans la nuit noire. Tôi đây là mau mau, phố vật sống dưới xin ta sầu. Bà Phương Hằng, tự do gọi tên. Qua bao gian nan này bà đừng vương vàng. Bước phóng thế giới mới không gì lại chuyện. Ánh mắt sức gió, khát khao và niềm tin. Mais Phương Hằng n'hésitez pas à l'appeler par son nom. Malgré de nombreuses épreuves, elle tient désormais fermement. J'entends dans un nouveau monde, rien ne peut l'ébranler. Cieux brillants, désir et croyance. Từng bước vững chắc, bà không nhìn lại chỉ tiến về phía trước. Câu chuyện cuộc đời bà sẽ mãi là bài ca của người phụ nữ mạnh mẽ không bao giờ gục ngã. Bà sẽ bà régulièrement, elle n'a pas regardé en arrière, elle est juste avancée. L'histoire de sa vie sera pour toujours une chanson d'une femme forte qui ne tombe jamais. Bà Phương Hằng, tự do có tên. Bà có gian nan này bà đứng vững vàng. Đã vào thế giới mới không gì lại chuyện. Anh mất sức sỡ khát khao và niềm tin. Mẹ Phương Hằng nhé xin tên bà. À là bê bà sổ nô. Malgré de nombreuses épreuves, elle tient désormais fermement. J'entends dans un nouveau monde, rien ne peut l'ébranler. Ce brillant, désir et croyance. Bà đã bước ra từ bóng tối tươi sáng. Từ gió trong tay một trang đời mới mong manh. Elle est sortie de tes peines vers la lumière. Liberté en main, une nouvelle page de vie s'ouvre. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.